thì VinFast có ra cùng một dàn xe VinFast rất bài bản, chịu khó nó sơn sơn cái xe ghê lắm các bạn coi này, nhìn thấy dội ngựa luôn, quảng cáo rầm beng, xe xếp hàng ngăn nắp, người cũng xếp hàng ngăn nắp. Nghe nói là tuyển tài xế cao tên mét bảy không á, tuyển ta cao tới mét bảy, tôi không biết là tuyển tuyển tài xế cao mét bảy để làm gì, rồi biết nói tiếng Anh để làm gì tôi cũng biết nữa. Trong khi khách đó là chủ yếu khách Việt Nam, thì các bạn khách nước ngoài cũng có bằng bao nhiêu hết, mà bây giờ thời buổi bây giờ người ta đi taxi người ta chạy bằng app thôi, người ta chạy bằng map thôi, chứ chẳng lẽ lái taxi ngồi nói chuyện với khách làm gì, tiếng Anh làm gì. Bây giờ tôi hỏi các bạn lên ngồi xe taxi, các bạn có thích nói chuyện với tài xế không? Rảnh mà để cho nó lái cho an toàn chứ, an toàn chứ, ngồi nói chuyện làm gì với tiếng Anh làm gì. Rồi tuyển tài xế cao mét bảy làm gì, không hiểu được. Chắc đi rải, chắc tuyển tài xe đi đi rải từ Bắc chí Nam, rải với mấy khách sạn làm phi công lái máy bay bà già chắc vậy đó, đúng không? Thôi thôi bây giờ mình quay lại taxi này, làm một dàn luôn kinh hồn lắm, này coi này, coi coi nha. Trời ơi là trời, ghê chứ, anh nào cao cái mét bảy hết trơn, ngon lành chứ, đứng xếp hay xếp hàng vòng tay bài bản ghê như nè. Không biết mấy cái bộ đồ uniform này á là mấy anh cao mét bảy này tự mua hay là VinFast may cũng biết đường nữa. Xe là sơn hết nha, màu xanh này, xanh là xanh này là xanh môi trường đây. Ghê quá, nên nhớ là anh nào có cái mét bảy hết nha, sung sức phong độ và biết tiếng Anh nha. Ngon 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 nha. Rồi có cái hình này nữa này, trời ơi, trời xếp hàng đẹp ghê chưa, quá đẹp đúng không? Trên một dàn xe E34 the VF 8 gì đây, trời ơi, xếp hàng ngăn nắp thế này quá đẹp luôn không? Ra quân rầm rộ nha, khai trương rầm rộ nha, xin chúc mừng. Làm rầm rộ như vậy là mấy cái hãng xe điện mà mua xe VinFast coi như là chuẩn bị ngủm đi chứ nữa, mới mới thấy cái dàn này không coi như là chết dạ rồi chịu gì nổi, làm sao mà chịu nổi được. Tại vì đây là cái hãng sản xuất ô tô, mà những cái hãng taxi kia mua lại cái xe này thì bây giờ nó ra taxi là nó bóp chết đi chứ nữa, các bạn thấy không? Các bạn bắt tay Phạm Nhật Việt, bắt tay này tay kia nó cầm nó múc liền mà chơi mấy thằng này nguy hiểm lắm. Cho nên những người nào mà chưa trở thành đối tác của VinFast thì phải dè chừng, tôi đã nói rồi, tay này nó bắt tay kia nó hụi liền á, nó hụi liền đó, nó hụi, bây giờ nó hụi đi chứ nữa. Nó ra cùng các bạn thấy rầm rộ đẹp không, quá đẹp đúng không? Nhưng mà đó là hình thức, cái nội dung bên trong mới quan trọng. Mới ra quân coi như vừa ra quân xong một cái là có cái này. Trời. Mẹ xe mới gì lạ bay, đừng có nói Photoshop tội tôi nhé. Cái này là khán giả gửi cho tôi đó nha, người đi xe taxi gửi cho tôi đó nha. Nói anh Phil ơi, tôi mới đi xe taxi này, bây giờ nó thế này đây, tôi mất thời gian quá Phil ơi. Tôi lên thử cái xe VinFast, tôi đi thử, tôi cũng có tiền tôi mua, nhưng mà tôi cũng muốn trải nghiệm cái xe VinFast ra sao bằng cách tôi gọi taxi, mà tôi vừa lên nó đi được nửa cây số mà nó thế này đấy ông ơi mất thời gian tôi quá ông ơi. Tôi nói rồi, đừng có đi ba cái xe này, mất thời gian lắm, mà chưa đó là may đó, nhiều khi nó bấm nút phát á, coi như là tài xế với khách hàng với là xe nó biến thành than, nhưng mà lá thư tuyệt mình vẫn còn mà coi chừng đó chưa bấm nút là may rồi đó, nó bị thế này là may rồi đó. Đây là người đi xe gửi cho tôi đó nha, phải Photoshop mà, tôi cũng rảnh hơi, tôi làm Photoshop nghe bà đó, ai đi làm Photoshop chuyện này mất thời gian lắm là trời, mà tôi lại bị luôn. Cuối cùng là khách hàng này đi xe ôm này. Các bạn thấy xe ôm không? Thà đi xe ôm mà đi cái xe này mất thời gian quá, lên xe ôm ngồi chụp cái hình đưa tôi nè. Mới ra quân cái gì nữa, đừng nói xe taxi này chạy lâu năm nữa nha, em có mới chạy tức thì đẹp, hồi nãy đẹp vậy đó, ra cái này quẹo cháu liền, mẹ xe dột nó rồi cần gì tôi phải lái VinFast tôi biết được. Có nhiều người nói đi, có cái ông Mai Tiến Dũng, mẹ cái ông nào bên California ông nói đi, mà ông đi xe VinFast chưa mà ông biết cần gì đi, cần gì phải lên cái xe này ngồi biết bao nhiêu người đi, người ta đưa tài liệu cho tôi nè, mà tôi cũng dạ gì, tôi ngồi lên cái xe này tôi ngồi lên để tôi đi về với Hồ Nghĩa ngày mai đời tôi còn dài. Taxi giờ mới ra quân này đó, bản thân cái taxi này nó không có tội các bạn, bản thân cái taxi này không có tội, mà tội là cái xe E34 này xe dỗm bị lỗ tùm lum mà ra hạ mỏ này chết queo này.
À, cho nên Vượng thành lập cái taxi này, nếu trường hợp mà xe tốt hơn các bạn thì nó lại hay, tại vì thấy là rất nhiều xe VinFast chạy ngoài đường, tự nhiên mình quảng cáo mình nổi lên. Nhưng mà đằng này các bạn, đằng này ấy, vừa ra có quẹo cháu liền, là thành ra là ảnh hưởng thương hiệu. Ví dụ như ra ngoài đường người ta thấy VinFast taxi bị quẹo cháu nhiều quá, người ta có cái cảm giác là khách hàng người ta sợ, người ta không bao giờ dám mua. Mà những người đang có xe VinFast là người ta sẽ bán, cứ mở mắt ra là cứ thấy xe VinFast nằm, cứ mở mắt ra thấy xe VinFast nằm là người ta ớn, là thành ra cái thương hiệu VinFast đó nhiều người biết. Nhưng mà biết đây á, là biết xấu, biết cái xấu là đó là tai hại. Biết thương hiệu mà thương hiệu đó tốt thì mới là tốt. Người ta biết cái thương hiệu đó mà thương hiệu đó thương hiệu tệ là càng tai hại, chưa gì là tai hại rồi chứ. Này không ai rảnh hơi mà đi gọi taxi đi, mà nằm ngoài đường để tao đi xe ôm cho rồi. Mất thời gian của họ. Chưa kể vài bữa tài xế cao mét 7 và khách hàng và xe biến thành than, nhưng mà lá thư tuyệt mệnh khách hàng với tài xế vẫn còn trong xe, là phiền nữa, là phiền nữa. Uống nước rồi đã. Đừng nói tôi làm Photoshop nha, tôi không rảnh hơi tôi làm cái chuyện đó như bò đỏ. Ai rảnh làm cái chuyện đó hết. Mới khai trương mà đã nhiều chuyện lắm, nhiều hình lắm, tôi chọn lọc chừng này thôi. Tôi đưa các bạn xem mấy cái chặng lại mất cả ngày, chặng lại tôi ngồi tôi làm cái chuyện này, đưa vài cái chơi cho vui thôi. Trời, tài xế đi đâu bay, để xe đi xa dữ bay. Các bạn quay tài xế để cái xe lắc xe lơ này, đó cái màu xanh đây này, rồi nó đi tới đây để làm gì, chắc đi sửa sửa xe sửa đồ gì, sao không gọi cái đội cứu hộ tới, đội cứu hộ mới đem cái xe pho tới vậy, xe đối thủ tới chở về cho rồi. Tự nhiên tài xế cao mét 7 mà để xe đầu xa thế này rồi đi qua đây nó biết làm gì nữa. Chắc 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 nó đi tìm đồ sửa xe hay là sao không biết nữa. Xe chết cha ngoài đường mà tội nghiệp tài xế. Đừng có nói Photoshop nha, tôi không ai rảnh tôi làm cái chuyện đó đâu nha. Các bạn xe gì lỗ tùm lum à, xe bá đạo. Lại xe khác, cái này chắc VF8 có đúng không? Trời là trời. Cái xe này có một người ngồi trong xe này, người ta chụp nha, ngồi ngồi trong xe người ta chụp thế này đưa tôi đó. Nói anh Phil ơi, tôi mới chụp được một cái xe VF8 nó hạ mỏ thế này nè, mà tôi nhiều lắm, mà tôi rảnh tôi chụp, tôi đụng cá trong quay thôi, khán giả gửi tôi nhiều lắm. Bạn thấy không, ra con như là cái tàu lõi hết trơn hả, hạ mỏ hết trơn hả, cái hạ mỏ này giống như cái xe điện mà ở Đà Lạt các bạn mới ra quân cái hạ mỏ liền mày xe thì ơi. vậy mà mấy YouTuber ở Mỹ cái như là cả cái kênh hoàn toàn là xe VF8 cái quảng cáo miết thôi, số tầm bảy tầm bạ thế này, hỏi các bạn bị rất là nhiều mà toàn xe mới không hả. Ví dụ như xe cũ ăn đi 5 7 năm rồi cũng bị, tôi không nói xe nào cũng bị hết trơn tại vì xe cũ rồi mà, thì mình không có vấn đề gì mình nói, mà đây xe mới mà nói xe cũ cũ vậy. Như tôi đi cái xe Mercedes sedan 10 năm rồi, tôi đời nào hả mỏ ngoài đường các bạn, bao giờ 10 năm nữa đó, tôi qua đây bao nhiêu năm thì tôi đi bấy nhiêu năm rồi, nhưng bây giờ tôi bán rồi không bao giờ bị gì cả đó, tại vì do tôi đi Mercedes. Ví dụ như cái hãng khác thì 10 năm tôi không biết bị không, nhưng mà tôi thấy mấy người đi Toyota Honda người ta nói tốt lắm, 10 năm ăn thua, đi 150.000 mai ăn thua. Đây cái xe mới mới ra quân hạ mỏ liền, hạ cốp liền làm gì ăn. Rồi vậy mới nói chứ, còn cái xe VinFast đi 10 năm nó hạ mỏ là cái chuyện bình thường, xe nào chả hạ. Các bạn thấy không, xe mới ơi đẹp cái chỗ mô bay tốt cái chỗ nào ha, còn nói thêm không hả, tôi chứng minh cụ thể đó kìa. Có những người nói ông có đi xe VinFast chứ không biết cần chứ đi. Thứ nhất là ông cần phải đi, nghe nghe nhiều người đi mà nhiều người đưa bằng chứng đủ rồi. Thứ hai nữa, tôi dạ gì tôi bỏ tiền ra để mà tôi thuê xe VinFast họ tôi đi, mà tôi cho tôi vào tôi cũng dám ngồi nữa. Đâu cần thiết mà phải lên cái xe ngồi biết được, thấy người ta đi kìa, người ta nói kìa. Đó, ví dụ như đó cái xe nó rẻ nha, ví dụ tôi nói cái chiếc máy bay chẳng hạn. Ví dụ như mấy mấy mình đi xe mình mấy máy bay mình nói à máy bay Boeing 777 á, nó to nó đầm lắm, nó hạ xuống êm lắm, ví dụ như vậy.
Được, có nhiều người nói cái máy bay Airbus á, 234 nó đi rất là đầm, nó bay rất là đầm, thậm chí mà gặp mưa gió nó cũng đầm. Vân 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 vân. Thì mình là người ngồi trải nghiệm rồi, hoặc là nhiều người trải nghiệm, người ta kể mình nghe rồi, cần gì là phải mua chiếc máy bay nó mới biết được. Nó chẳng lẽ nói ông làm sao ông nhận biết cái bay Boeing 777 như thế, hoặc là Airbus 323, 322 gì như thế được. Ông đã mua cái bay đó chưa? Ông biết. Mình phải mua, mà tiền đâu mà mua. Cần gì mua. Chỉ cần mình ngồi lên là được rồi. Người khác lái cho mình đi được rồi. Hoặc là nhiều người đi và kể lại cho mình nghe và có bằng chứng cụ thể là mình đã kết luận được rồi. Có nhiều người nói tôi, ông nhận xét phép pháp vậy, vậy là ông lái chưa? Ông đi chưa? Tôi chưa lái nhưng mà tôi ngồi rồi. Có người chở tôi đi rồi. Và được rồi với nữa. Rồi bắt tôi phải mua mới biết được. Mới chứ tôi mua. Thứ nhất tôi chưa dạy tôi mua mà không cần thiết cái chuyện đó. Nói chắc quốc không mà. Rồi tôi mời phản biện. Rồi. Không dám phản biện. Chạy. Đây nè, bây giờ cái taxi nè. Mới ra lò nè. Bị lỗi tùm lum này, các khán giả đưa tôi nhiều lắm, tôi đưa vài cái cho vui thôi, chẳng lẽ tôi chụp mấy cái hình, tôi lấy mấy cái hình này tôi nói hoài cả ngày cả đêm, thèm nghe tôi làm gì, nghe người ta chán, biết vài cái cho vui thôi. Đây gì đây, trời ơi mẹ, xe cha đứng trên đường chết cha, công an người ta phải xử lý giao thông thôi là xe đi không được này, mẹ tội nghiệp ông công an này chứ này, mẹ xe đi nửa chừng không chạy nữa, tôi lại bấy luôn xe cộ kiểu này. Cũng tội nghiệp cho ông tài xế KMX 7, cũng tội nghiệp cho cái người mà đi trong xe, mất thời gian. Thấy không? Họ chụp cho tôi nè. Cái này em biết ở Hà Nội, chắc Hà Nội bây giờ chỉ có Hà Nội thôi gì nữa. Tự nhiên đi nữa chừng không chạy nữa. Mẹ xe gì lạ đấy. Đó, các bạn thấy bây giờ mở taxi này như tai hại thêm, tự nhiên mình mở mắt mà ra đường là thấy taxi VinFast là chết ngoài đường, mình mở mắt ra đường là thấy VinFast hạ mỏ. Mình mở mắt qua đường là thấy xe VinFast nó không chạy được. Vậy là người ta chán nữa chứ nữa. Nổi tiếng đây là nổi tiếng xấu. Tai hại. Vân vân và vân vân. Rất 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 nhiều các bạn. Nhiều lắm khán giả đưa tôi mà tôi ngồi tôi sao mất mệt luôn. Tôi lấy vài cái điển hình khán giả đưa tôi cả trăm cái email ngày hôm nay. Tôi nhận cả trăm cái email. Cho nên khán giả có nói thôi bây giờ ông làm cái đề tài này đi, đàm đề tài này đi, bây giờ cái này người dân người ta đang muốn biết thì tôi mới làm. Thật ra nếu mà tôi lấy cái hình ảnh khán giả đưa tôi nói các bạn, tôi trình diễn cả ngày này cũng hết luôn. Lỗi tùm lum mà xe taxi. Tôi lao. Bây giờ cho qua clip ngắn cho vui các bạn nha. Đây này. Thời tội nghiệp chưa kìa. Thời tội nghiệp chưa kìa. Đó, nằm hạ mỏ nữa kìa, tội nghiệp chứ. Trời là trời. Đi đâu bay tội nghiệp ghê bay. Tài xế cao mít 7 làm gì hết trời. Rồi khách hàng. Cái cô này đứng đây chờ tội nghiệp chứ. Trời thì chiều tối rồi. Anh vào đón mẹ con mình ra đi. Ra đến nơi xe hết taxi. Không biết làm nào. Biết làm thế nào. Biết làm gì hết à. Tội. Tài xế cao mít 7 đâu phải sửa xe đâu trời. Chết. Thì khó chờ chút nữa xem cũng làm đi. Bộ đề. Làm gì trong cái tài xế cao mét 7. Tội nghiệp khách hàng như kia. Trời ơi, không có điện thoại rồi. Có xe chưa? Đang gọi xe đi. Đang gọi xe khác. Gọi xe khác rồi. Tội nghiệp chứ kìa. Các bạn thấy không, bây giờ phiền khách hàng không? Mà cũng tội ông tài xế cao mét 7 nữa. Không biết sửa đâu, tài xế sao sửa xe được. Tôi hỏi các bạn bây giờ, các bạn có nên đi, có gọi xe taxi VinFast nữa hay không? Nó phiền tói vậy đó. Thôi nhảy lên xe xăng đi cho yên chuyện cho rồi. Khổ đời, mất thời gian. Rẻ đâu, thấy tôi không biết rẻ không nữa mà mất thời gian. Mệt, chưa kể
lỡ thằng tài xế nó không 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 nó bấm cái nút tự thiêu nữa là tiêu tùng, có cái nút tự thiêu trong đó. Cái xe này hay và có chức năng vậy, bấm cái là coi như là người và xe biến thành than và lá thư tuyệt mệnh vẫn còn. Bây giờ khác, bấm một cái tài xế khách hàng và xe biến thành than và lá thư tuyệt mình vẫn còn. Chuyện này chỉ có thật đó nha, báo công an đang đàng hoàng nha, không phải tôi nói bậy đó nha. Cái xe này nó hay ghê lắm, người và khách hàng và xe biến thành than nhưng mà lá thư tuyệt mệnh bất cứ để ở đâu, dù để trong người hay để trong xe là vẫn còn y nguyên, nó bảo vệ cái lá thư tuyệt mệnh. Xe này xe chức năng hay lắm, đùa hoài. Hay vậy mà tôi không nghe mấy cái YouTuber, đặc biệt là các YouTuber ở Mỹ quảng cáo nữa. Cái chức năng hay vậy mình phải quảng cáo lên nhé, mình phải nói là cái xe này rất là hay, lá thư tuyệt mệnh dù để trong người hay để bất kỳ vị trí nào trong xe vẫn còn bảo đảm, mặc dù là người và xe biến thành than. Cái này báo công an đăng rồi, chuyện có thật. Chuyện có thật là báo công an đăng thật đó nha, còn cái chuyện nó như thế nào thì không biết, công an biết mà sao tôi biết được. Báo công an đăng rồi, các bạn tìm đi. Mà cái xe VinFast chức năng hay vậy mà quảng cáo, gì đâu, không còn có đá cúp xe cúp đồ làm gì, lát nữa tôi trình diễn các bạn coi. Rồi bây giờ tôi chia sẻ các bạn thêm một clip nữa, nhiều clip lắm. Ngày ngày hôm nay khán giả gửi tôi, khán giả đi ngoài đường, khán giả Hà Nội không à, khán giả tôi, khán giả Hà Nội tôi nhiều lắm nha. Đừng có nói tôi nói bất kỳ 75, nhưng khán giả Hà Nội tôi rất nhiều. Tôi nói bất kỳ 75 là tôi nói bất kỳ 75 cút cút khỏi miền Nam. Thế còn mà bất kỳ 75 ở Hà Nội là khán giả tôi rất nhiều. Rất nhiều bạn tôi mà ở Hà Nội rất nhiều nha. Đừng có hiểu sai lầm nha. Tiếp tục này. Một bạn Hà Nội gửi tôi cái này nữa nè. Qua coi nha. Xin lỗi, từ từ. Lại 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 hai 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 quá hay. Ngán ngẩm chưa có như sửa không được, như là đưa đưa xe cậu cậu quê luôn cho rồi. Mày xe xe mới đây, xe mới thà cái xe VinFast này nó xài 10 năm rồi tôi không nói, xe mới keng à. Mà xe với cổ kiểu này thôi. Ngán ngẩm sự đời. Các bạn thấy ngán chưa? Thôi bây giờ tôi chỉ đưa vậy nhé, đưa nhiều quá không nói. Ông tại sao ông không có lấy những cái hình ảnh mà xe chạy không hề gì, toàn những hình ảnh mà chạy như bị sự cố không vậy? Bị sự cố rất là nhiều. Xe mới mới lạ. Ta xe cũ mình nói cái gì? Bây giờ thế này, bây giờ thôi mình nói chuyện này đủ rồi, không nói nhiều nữa. Bây giờ các bạn này, cái việc như thì hồi nãy tôi nói đầu luôn video, cái việc mà Phạm Nhật Vượng mà đẻ ra cái taxi này nó không có những cái ưu, nhưng mà như hồi nãy tôi nói các bạn là Phạm Nhật Vượng muốn giải quyết cái hàng tồn kho, tại vì hàng tồn kho rất nhiều để không ai mua mà để vậy nó cũ, mà Phạm Nhật Vượng cần phải trả lãi, cần phải trả vốn cho đối tác, cho ngân hàng, cho nên ông phải đẩy ra làm taxi được đồng nào hai đồng đó, rồi đẩy ra cho khách hàng thuê được đồng nào hai đồng đó. Đó là cái ưu điểm. Nhưng mà cái nhược ở chỗ như tôi trình bày các bạn, bây giờ tôi chứng minh cho các bạn xem này. Khi mà cái xe taxi này nó ra quá quá nhiều, giống như bây giờ nó ra mới 10 ngàn thôi nha. Sau sau này nó ông Phạm Nhật Vượng ông triển khai cả nước nữa, tại vì tồn kho rất rất nhiều. Thì các bạn những cái trụ sạc á, nó không đủ. Nó không đủ hiện nay nghe chưa, là cái trụ sạc khắp cả nước á, là cho những khách hàng mà đang mua xe VinFast á, là sạc điện là cũng phải dành nhau rồi. Không phải dư thừa gì đâu, cũng cũng là thiếu thốn ghê lắm. Bây giờ là Hà Nội á, là 10.000 cái taxi nó ra nữa, thì các bạn tôi hỏi các bạn á, nó tha hồ nó dành nhau, nó giành giật nhau cái trụ sạc. Và chắc chắn một điều á, là ưu tiên cho những cái xe taxi của Vượng nhé, khách hàng là thứ hai. Cho nên vấn đề chỗ bây giờ người nào mua xe VinFast rồi thì tốt nhất phải mua thêm cái thiết bị để mà về sạc ở nhà đi, mà tốn điện ra 1 triệu. Chứ còn mà ra ngoài mà giành giật với taxi làm sao giành giật được. Những cái trụ sạc này rõ ràng người ta ưu tiên
cho cái hãng của ổng chứ. Cho nên á, khách hàng bây giờ người ta lo lắng, coi như là vài bữa sạc điện là hơi bị khó đây. Có bằng chứng rõ ràng nha, đây 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 những khán giả Hà Nội đưa cho tôi này, đây 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 đeo đồ chơi mình nhìn cho rõ. cái phần trên này là chuẩn bị xuất qua Mỹ Canada 1800 chiếc, cái này tôi bình luận sau. Bây giờ mình cứ theo cái đề tài này nè. Sự xuất hiện của taxi xanh khiến các trạm sạc không đủ, cứ tình trạng này xe về tỉnh chờ đến bao giờ? Cái mua xe về mà không có chỗ sạc nữa, hoặc là ngồi chờ chích bà cố luôn thì mua làm cái gì? Mua xe xăng chạy cho rồi, thấy không? Bất tiện nhiều thứ lắm. Bây giờ các bạn coi người ta bình luận ở dưới nè. Nó lợi dụng thành chỗ đậu xe. Coi như mấy tài xế KM7 này bá đạo lắm, lợi dụng thành chỗ đậu xe, sạc đậu xe chơi vậy luôn. Anh bảo anh em taxi một câu là ok mà, chứ chắc ok nhiều thằng nó đang hoang, nhiều thằng KM7 đang hoang, nhiều thằng KM7 nó còn chơi làm sao. Rồi gì đây nữa, mãi anh em mới nhường nhưng phải chờ sạc 100%. Nói mãi rồi mới nhường rồi mà phải chờ sạc đủ 100% nó mới đi, biết đời nào nó đi vài tiếng đồng hồ. Có phải chờ bạn đầy 100% mới được, ngồi chờ chết bà luôn, mua xe nhưng mà khổ dữ dẹp mẹ cho rồi, mua xe xăng nó đi cho rồi, chứ mà khổ ghê bấy. Rồi gì là chán, chán mấy người bình luận là chán, tắt trạm, chán đời rồi, mọi người nên sắm mình một chiếc sạc riêng ạ, mua sạc về đi, về nhà mà sạc, trả tiền cho đỏ đây, khi mà sạc ở nhà nhiều quá, điện nó lên nhiều quá, rồi nhà máy điện nó cắt mình luôn. Nhà máy điện là người ta quy định cái mức hạn mức chứ, bên tôi vậy thôi, bên Việt Nam vậy thôi, ví dụ họ quy định một hộ chừng này người là sử dụng chừng này mà tên nữa, người ta lấy tiền rất là cao, bên tôi cũng vậy mà bên Việt Nam cũng vậy nhưng mà các bạn cứ về sạc ở nhà thì điện nó lên vù vù thì coi như là cái giá nó cao, thành ra nhiều khi đắt hơn cái xe xăng nữa, thì dẹp quách cái xe điện nó cho rồi, điện với đóm gì là gì nữa. Đây là điều mình băn khoăn nhất của xe điện, đâu phải ai cũng biết nghĩ cho người khác. Khó mệt lắm. Nếu họ không sạc có thể bảo họ ra được, mà họ đang sạc rồi thì cứ để đầy rồi chúng ta đi kiếm chỗ khác đi, rồi nó khó lắm. Mà mỗi lần sạc các bạn biết đâu phải sạc 50 phút, vài mấy tiếng đồng hồ. Rồi có người hy vọng chắc Vin sẽ tự xử lý việc này thôi, vì lái xe là nhân viên của hãng sẽ dễ hơn. Nó ưu tiên taxi hơn. Xử lý cái gì chờ mà chờ Vin tự xử, dắt cái xe mình nó mòn, nó dẹp luôn cho rồi. Cố gắng đi cô. động viên. Điều mà em lo nhất là đội quân xanh ra quân xe tỉnh ra Hà Nội không biết sạc ở đâu về. Xe tỉnh mà đi ra Hà Nội biết sạc ở đâu về, chắc kêu xe câu về luôn. Mới có 500 xe ra đường mà xanh hết cả trạm sạc, ý định mua xe điện có lẽ thôi. Cái người này, một người này tên là Công Hoài Ngô, Ngô Công Hoài nói này, mới có 500 xe, hiện nay mới có 500 xe ra thôi nha, chưa tới 10.000 đó nha, mới 500 thôi chứ tới 1.000. Mới 500 xe ra đường mà đã xanh hết cả trạm sạc rồi, ý định mua xe điện có lẽ thôi. Thôi chứ nữa mà có lẽ, mua làm chi cái thứ này, mới ra 500 xe không mà được vậy đâu, huống chi là 10.000 nữa thôi mà khỏi sạc luôn. Mẹ kỳ cục vậy. Kiểu này anh em mua xe điện vô tình bị coi là con nuôi mất. Hôm nay em đi 3 lần vào trạm Vin đều bị về nhì là phải chờ đó. Mua sạc 7kW Gentech về dùng tại nhà cho thoải mái bác ơi. Cái này tôi nói rồi, mua về sạc là tôi điện nó lên cao, nhà máy điện nó cắt luôn. mà sạc mạnh thế này chắc mấy thứ trong nhà nó yếu hết rồi. Tình trạng này đã xảy ra ở Đà Lạt, dự án là các thành phố có GSM cũng sẽ chung tình trạng. Có GSM là cái công ty xanh sạch đạp chứ cũng bưởng đó, là sẽ có chung tình trạng sau này nha. Cái công ty mà xanh sạch đạp này nó phủ khắp Việt Nam luôn, vậy nó chết hết cả lũ. Các bạn nào mua xe VinFast là ngủm hết á. Nhiều bác sẽ phải tính phương án sạc tại nhà khi ở trụ lúc nào cũng full xe, trụ lúc nào cũng full hết trơn, như phải sạc tại nhà. Mà phạt sạc tại nhà, tôi nói các bạn rồi, các bạn sạc tại nhà điện nhà nó yếu mà cái sử dụng điện nó nhiều lên thì nhà máy điện người ta sẽ tính giá khác. Công ty EVN Việt Nam tính giá khác, mà tính giá cao quá là thành ra là đâu có đắt, đâu có rẻ gì sẽ xăng đâu, mà thậm chí cao quá nó bực mình nó cắt luôn á. Bây giờ điện đó cũng thiếu lắm chứ đâu có phải thừa thải gì đâu, thấy không? Muốn điện đó đi cho mệt. Mà tôi chưa bao giờ nghĩ mua xe điện các bạn, mặc dù bên tôi là điện cũng rất là nhiều, điện xài thoải mái lắm, nhưng mà tôi thấy mỗi lần đi sạc điện ngồi chờ 30 tiếng đồng hồ mà tôi đâu có rảnh hơi tới cái mức như vậy.
Nhưng mà sạc ở nhà các bạn, tại vì tôi không có xe điện, nhưng mà người bà con tôi có xe điện đang tới nhà tôi chơi này, nó gắm sạc điện trong nhà với mấy cái thứ này yếu hết á, điện đèn điện đồ nó yếu siêu á, nó sạc nó điện yếu á, rõ ràng vậy rồi. À, mà chưa kể mà sạc điện như vậy còn tốn tiền nữa, không phải rẻ đâu. Được cái gì cuối cùng đi xe gì, nó đi xe xăng quách cho rồi. Mà đó là ở đây tôi điện đó là nhiều nha, trạm sạc đồ nhiều nha, nhưng mà ở Việt Nam các bạn thấy không, Hà Nội mới ra 500 chiếc xe thôi mà coi như phủ xanh các trạm sạc rồi. Tôi hỏi các bạn mua xe điện sạc ở đâu, về nhì ưu tiên cho nhân viên của ông Vượng nhé, thấy không? Mua làm gì cái thứ này mà xe với kệ xe bị đổ tùm lum nữa. Bà đạo tâm phao tôi đế không à. Yêu gì mà yêu, đặt về dân tộc gì mà dân tộc, phải nghĩ lo mình đi, dân tộc như cái chỗ cái xe nào mà dân tộc lắp mà sang không à, nó dụ khỉ để nó bán hàng không à.